Thánh Simon Tông Đồ. Tân ước ngoài việc đặt Thánh Simon vào danh sách nhóm 12, đã không cung ứng một chỉ dẫn trực tiếp nào liên quan đến vị tông đồ này. Ngài được phân biệt với Simon Phêrô bằng danh hiệu nhiệt thành, một danh hiệu không có ý nói rằng Ngài là thành tử thuộc nhóm quá khích Do Thái mang tên này, nhưng chỉ cho biết nhiệt tâm của Ngài đối với lề luật. Theo tiếng Aram, nhiệt thành là Cana. Điều này giải thích tại sao các thánh sử nhất lãm gọi Ngài là người xứ Cana. Có người cho rằng sinh quán của người là Galilea. Một truyền thống còn nói thánh Simon là chàng rể phụ trong tiệc cưới tại Cana. Sách Các Thánh Tử Đạo kể rằng Simon sau khi chứng kiến phép lạ của Chúa Kitô đã bỏ rượu, bỏ lễ cưới để theo Chúa Kitô và được liệt vào số các tông đồ. Thực sự, chẳng có chứng cớ lịch sử nào nói tới việc này. Cũng như Thánh Gia-cô-bê hậu, có lẽ Thánh Simon là một trong các anh em của Chúa. Nhưng người ta không thể đồng hóa Thánh Tông Đồ với Thánh Simon, mà theo truyền thống là đấng kế vị anh mình làm giám mục Jerusalem. Chúng ta không thu lượm được chi nhiều về hoạt động và cái chết của vị tông đồ này. Có những tường thuật cho rằng Ngài đi truyền giáo ở châu Phi và các đảo Britannia. Những tường thuật này không có nền tảng. Một truyền thống khác cho rằng Ngài đi truyền giáo ở Ai Cập và cuối cùng ở Ba Tư. Truyền thống này đáng tin hơn. Nhiều nguồn tài liệu đồng ý cho rằng Ngài chịu tử đạo ở Ba Tư. Một số ít hơn nói rằng Ngài cùng chịu tử đạo với Thánh Giuđa. Dầu vậy, vì không có tài liệu nào đủ tính cách cổ kính, nên khó nói rõ về nơi chốn và hoàn cảnh thánh nhân qua đời.